Mạnh Cường đại dương, con cảm ơn. Các con đang làm cái gì đó? Nếu Thanh Ngọc không kịp thời báo với ta thì mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào hả? Là do Thế Kiên và Phong Vũ đã sai trước, lại còn lấy 2-1 nên con mới... Nên con mới ra đòn tàn ác như vậy à? Ta phạt con không được luyện võ trong 1 tháng nữa, rõ chưa? Thằng bé này tuy tài giỏi hơn người nhưng lại nóng tính và hiếu thắng. Nếu không uốn nắn cẩn thận, e là mai sau sẽ gây nên đại họa. Cậu tức giận làm gì? Không học võ vài bữa có sao đâu. Dù gì mấy người đó đâu phải đối thủ của cậu. Nhưng tại sao Mạnh Cường đại dương chỉ phạt mỗi mình ta? Tắc kè. Vậy thì cậu tìm cách làm đại dương núi Thiên Vân này đi. Ai còn dám phạt cậu nữa? Ý ngươi là ta phải lật đổ Mạnh Cường đại dương? Đúng vậy. Giờ đây cậu đã dư sức đối phó vô mấy rồi, còn lo lắng gì nữa? Ta phụng lệnh Ngọc Hoàng tới đây truyền thánh chỉ. Xét thấy Mạnh Cường làm đại vương nhiều năm ở núi Thiên Vân, ngày đêm bảo vệ trời đất, anh dũng hơn người, nay phong làm tướng nhà trời, 3 ngày sau lên thiên đình để diện kiến Ngọc Hoàng. Cảm tạ Ngọc Hoàng, cảm ơn Thiên Lôi tướng quân. Vậy 3 ngày sau ta sẽ tới đón ông lên thiên đình. Chúc mừng Mạnh Cường tướng quân. Chúc mừng Mạnh Cường đại vương. Nhưng nếu người thành tướng nhà trời, vậy thì ai sẽ là đại vương của núi Thiên Vân để lãnh đạo mọi người đây? Chuyện này vì thời gian gấp gáp, để công bằng, ta sẽ tổ chức buổi tranh tài võ nghệ. Ai thắng cuộc sẽ trở thành đại vương mới của núi Thiên Vân. Tranh tài chọn đại vương à? Đúng ý cậu rồi cha. Cậu đã sẵn sàng để trở thành đại vương mới chưa?